Đang bật khóa xe này, xe lô ra nhé, đang bật khóa cho nghe tiếng máy đi, để lỗ đi. Đủ chiều ăn chưa? Đủ chiều kinh chưa? Đây nha, chưa lắp cồn nhá, đúng chưa? Chưa lắp cồn là máy quá này, cồn vẫn nằm nguyên trên khay đây, máy lỗ quá như không lông luôn. Đấy là do chẳng qua là hệ thống bi đè đĩa đè nó kêu thôi. Tắt máy đi, bây giờ điều lắp côn vào đi. Điều ia mà cứng lắm. Cứng gì? Không được, vẫn bị thế này. Rồi, chặt rồi. Anh Thắng để lỗ đi. Rồi. Đấy. Anh em nghe chưa? Êm do. Riêng cái đời Lovo LX mới cái đời Yamaha mà bắt đề nó ở bên côn ấy, bao giờ nó có cái bệnh như thế. Đây này. Vậy lấy là tháo côn ra, bi đề bắt đề nó tự do cho nên là nó gõ rất chi là kinh. Bây giờ mình lắp cái bộ côn trước vào lắp gá thôi, lắp thử thôi, thế là nó định vị được bi đề bát đề đĩa đề cái tự nhiên là kêu êm ngay. Cái điều dạy bắn ra lại nghe lổ lại tiếp phát nữa cho nó sướng, êm nghe êm re đúng không. Bắn ra phát nữa đi, tắt máy đi. Rồi, đây là bắn ra rồi đúng không? Bác Thắng để lỗ đi. Đấy, gõ chưa? Vô lăng quay chít thở lò đây. Như biển. Kinh chưa? Đây là anh em lưu ý nhá. Muốn thử máy là phải lắp côn vào mới chuẩn được nhá. Đấy là cái dòng mà có bộ bi đè bắt đè ở bên vách côn đây này. Đúng rồi.